Rồi, xin chào cả nhà mình nha. Chiều hôm nay toàn xin phép quay giao lưu cho anh em mình cái cây hải châu tàng bay nha anh em ha. Cây này cũng tương đối gần thành phẩm chứ cũng chưa thành phẩm lắm nha anh em, tại nó vẫn còn kẽm nè. Đó. Thì toàn phối vào cái một cái chậu dĩa bê xi măng nha anh em. Chậu dĩa xi măng. Đó, thì đây là những cái cục đá thấm thủy toàn gắn liên kết lại bằng toàn trét xi măng nữa cho nó thành một cái bệ như thế này, xuống như thế này. Hồi xưa thì chỗ này nó không có cát đâu, nhưng mà nay vô mùa hoa trái toàn đổ thêm một tí cát chỗ này á cho rễ nó xuống, nó ăn cho nó khỏe cây nha anh em ha. Thì cái cốt lực cây ngay chỗ này nè, thì ngay chỗ này nè, thì nó anh em nhìn nó như cổ tay toàn nhá. Đó, còn cái bệ dưới này thì nó lớn hơn, rễ nó ăn lên cái sơ dừa này luôn nè, còn đắp sơ dừa để cho nó mát mà nó ăn rễ lên nè. Đó, rễ nó nè, anh em thấy rễ nó chưa, rễ rất là mạnh nha, nó luồn vào hết tất cả cục đá và nó luồn xuống đây luôn rồi đó. Rễ rất là ok nha anh em ha, cốt này nó bay nó lắc lên nè nha. Hồi cái cốt này nó rất là lớn nha anh em, nó bay nó co lên như thế này, cắt giật cái cốt lớn chỗ này bỏ đi và toàn giữ lại cành này để chỗ này nó không lao này, nó kéo sẹo lên nè. À, kéo sẽ qua này nha. Rồi lên một cành để dựng về, lên cái cành thì chỗ đây cho nó giót đọt lên này, nó giót đọt lên này anh em tha, và đưa cái cong về đây. À, đưa cái cong về anh em tha, rồi sau đó cứ lọc tàn để kín thôi anh em à. Ngay chỗ đây, ngay chỗ cái cù chỗ mặt cắt cái toàn lọc xuống một cành, còn cái cành lọc về đây nó rồi ngay chỗ nó toàn dựng lên làm cái ngọn. À, nên là cây nó cũng tương đối nó cũng ok rồi đó. Họ nhìn kiến tàng luôn nha. À, anh em mình nhìn cái form tàng đó nha. Còn cái kích thước chậu này 20-40, cái chậu nó tầm kích thước tầm 65cm. 65cm. Chiều cao cây thì nó cũng tầm rơi vào đó, tầm 70. Đó, tầm 70-80cm. Lá cũng rất đẹp nha anh em ha. Cây nó đang cho trái lác đác này. Vừa rồi nó ra bông rất là dày nha, nhưng mà mưa nó rụng nên là giờ nó chỉ còn vài những cái đầu trái lác đác này. Nhưng mà nó yên tâm, còn rất là nhiều đợt hoa trái nữa nên anh em. Này, mặt sơ của nó này. Cái mặt sơ của nó nha anh em. Này, cái mặt bên đây thì nó đang đậu trái rất là nhiều này. Đó, trái. Mặt sơ nha, toàn khom xuống toàn quay phía dưới cho anh em mình xem cái mặt sơ. Đó, cái mặt sơ của nó đó. Nói chung là toàn lọc cũng kiến tàng hết rồi. Cái này nếu ship cho anh em thì phải đóng bằng thùng gỗ thôi nha anh em ha, đóng thùng gỗ. Ship bên Nhật tính chứ không là cái rất là dễ bể chậu nha anh em ha, vận chuyển bằng xe tải. Anh em chuyển tiền 100% thì toàn mình đóng thùng toàn gửi đi. Cái này hiện tại nếu mà gửi đi xa thì toàn xin phép cho luôn anh em mình là 5,5 triệu nha. Và ship xuất của toàn quốc cho anh em luôn. Chi phí đóng hàng gần cả triệu, triệu mấy. À, anh em nào chốt cái cây đó thì inbox nha. Anh em ha. Và tiền thể toàn quay một vài cái cây mini nhỏ cho trong vườn cho anh em mình chốt. Cái đây thì toàn đã từng quay rồi, anh em nào để ý cây này thì từng quay rồi. Cây này thì để trải 24 giờ, dạng form dáng thiên nhiên nha, thiên nhiên lùng lực. Đó, những cây này toàn đã quay rồi nên toàn quay sơ cho anh em nhìn kỹ thôi, có gì anh em mình chốt thì toàn quay bên Zalo anh em nữa nha. Rồi, một cây mini xíu như thế này, cây này toàn làm dáng văn nhân, cũng tạo tác chưa thành phẩm lắm. Ừ, cũng vừa để anh em mình chơi. Anh em mình chốt cái này thì inbox. Rồi, cái này giống bay, toàn bữa qua toàn có quay cái này rồi. Đó, một cây giống bay như thế này. Đó, toàn quay sơ cái này thôi, tại toàn không quay kỹ, bữa qua toàn có quay riêng cái này rồi. Anh em nào có chốt thì toàn sẽ gửi cái video đó cho cây này cho anh em mình xem. Rồi, toàn quay mấy cái cây phía sau. Cây này là một cái cây chân rễ nha.
cái chân rễ như thế này. Thì nó chỉ được mới một cái phần như này, toàn làm cái bánh như thế này thôi, nhưng mà mai mốt cũng phải sửa lại. Sửa lại, tập trung làm trên đây cho tay nó đủ nè. Anh em nào có giao lưu cái này thì inbox toàn mini thôi. Nhưng mà được cái chân rễ rất là quái nha, các rễ đều nước mầm lên hết nhanh. Còn đây thì nó đang cho ho nè, vài bữa thì nó cho trái thì sẽ rất là đẹp nha. Đó, nguyên một cái tàn lầm như vậy. Tiếp theo là một cây giáng huyền nè. Cái này toàn đã từng quay rồi. Cây giáng huyền nè anh em. Cây này giáng huyền nha. Đó, anh em mà nhìn cái form tàn nè. Cái cành xương nó rất là dày luôn. Xương đó. Xương dưới này cũng rất là dày luôn. Đó. Nuôi tầm vài năm nữa là ok. Tầm vài năm nữa nó sẽ ok, toàn mới cắt các đoạn nên là cái lá nó hơi buồn xíu. Vài bữa nữa nó nứt mầm từ các khí lá ra, nó sẽ đẹp và nó sẽ cho hoa trái. Cây giáng huyền này. Giáng huyền thì toàn còn một cây này nữa. Toàn còn một cây giáng huyền này đây. Cây giáng huyền này, cây giáng huyền thứ hai nè. Đó, mấy cái cốt, hai cốt này đều nó cỡ như cổ tay hết nha anh em. Cốt nó cỡ như cổ tay hết á. Giáng huyền như thế này. Cái cây này thì dàn xương của nó chưa dày bằng cây lúc nãy. Nhưng mà nhìn form, anh em mình nhìn form nó cũng rất là đẹp nè, anh em thấy không? Các giật nuôi rất là lâu nha, các chấp nhận các cái chỗ cụ lớn này bỏ. Nuôi thằng này dựng ngọn lên. Rồi, làm một cành rớt xuống. Cành xương cũng ok. Để lại ấy ngọn. Chặn ngọn rồi nha anh em, chỉ có anh em về nuôi xương thôi. Đó, cái mặt sau lưng nó này dày lắm. Rồi, quay cho anh em mình một cây hàng tầm trung giá rẻ vui vui nữa nè. Cây này thì nó nằm trong một cái chậu, nó một cốt ba thân như này, nó đang trái nè. Trái đó. Trồng trong chậu một cốt ba thân nó xíu xíu như thế nào, nhưng mà cái dáng này sâu mới là nó đủ cái này mà đủ tay đủ chi hết rồi, làm cái dáng nó rất là hay nha. Một thân nhỏ, thân này nó đi lên như thế này nè. Đó, cây này giải chứ sâu làm dáng nó hay cao này, 20-40 cao tầm 50-60 cm. Nó nhỏ nhưng mà nó nhìn nó rất là duyên nha, đang hoa trái nha anh em ha. Rồi, tiếp tục cây này cũng quay rồi nè, đang trái nè. Cây này thì nó lách thôi, khỏi nói luôn. Cái này phải nuôi thêm nữa, chưa suy nghĩ được cái dáng của nó là dáng gì, tạm thời cứ để nó bay lách như này. Trái này chính là chim nó ăn hết, nó còn mấy cuốn, chính là chim nó ăn liền. Đó, trái cây rất là hay nha. Cái thước chỗ này anh em, nhờ anh em hỏi ngay cái chân rễ chỗ này nó đã như tay cái rồi đây. Lên đây này, đấy. Nhỏ ngón tay cái một xíu. Nó tương đương như ngón tay cái đó. Cái lên ra ngọn đây thì nó nhỏ như ngón tay út này. Đó, cỡ đây là như ngón tay trỏ này. Cái đây là một cây chân rễ. Chân rễ này thì nó cũng đang trái nè anh em. Trái này bị con gì nó chết cho nó nhìn nó bầm bầm bầm. Đây. Nó là một chân rễ nó dạng dáng thú. 1 2 3 4 gọi là 4 chân con thú này, 4 chân. Còn cái cùi ở chỗ này nó như cổ chân còn cắt giật nè. Cái mặt cắt toàn gọt hết. Gọt cái mặt cắt nó anh em thấy. Nên mặt cắt của nó dựng để dựng cái thằng này lên ngọn này. Lộp đây lại, lộp đây xuống và nuôi cành phong phía sau. Đó, nhìn nó cũng tương đối rồi, về nuôi thêm. Nuôi thêm nó sẽ đẹp. Đó, bữa tổng cắt đọt nó đây, bây giờ nó đang nứt lá non lên. Đó, đang nứt lá non hết lên này. Cây giáng huyền. Huyền mà dạng huyền bay lắc. Đang trái, phun trái luôn. Huyền dạng như tầng bay, huyền dáng bay. Ở nó bay lát nè. Từ dưới góc lát qua tới ngoài ngọn luôn. Nó giót ngọn rồi nha anh em ha.
toàn thải kẽm, toàn đi kẽm, toàn để tự nhiên như này, trái hết cả cả cây, trái hết từ ngoài lúc ngoài này cũng trái luôn, trái trái mặt sau mặt trước gì trái dày hết á. Cây này thì nó có một cái là nó hơi bị mít chỗ đây, nó mít ngày xưa nó mít chỗ đây, cái nó lột da ở đây và nó đang kéo sẹo lên này. Kéo sẹo tư này anh em thao, tư nha, kéo sẹo này, nó không có cái gì phải sợ, nó kéo sẹo này, nó đỏ lưỡng da lên này, y như kiểu lột da vậy anh em, nhưng mà không sao, rất là đẹp. Cây này cây chân rễ này, cây chân rễ rễ nó hơi quái nha, nhìn nó lực, nó như nó dạng lên cái cù ở dưới rễ làm mấy cái bàn tay nó lên kiểu như cổ thụ vậy, lực rất là lực nha. Cái này thì còn phôi, cái này đang tạo tác, này còn phôi đang tạo tác, cái cù dưới này nó to lắm nha anh em, cù này cây nó già lắm mà toàn cắt toàn bỏ hết các chi các vị trí, toàn lấy chỉ có này ở bên này thôi, làm dáng bay ra mai mốt tiếp. Cây này 7 thân, 7 thân 8 thân, nó là hồi xưa 9 thân chết 2 thân còn 7 thân cũng đang trái dày hết nha anh em. Cây này dáng viên nhân, toàn còn nhiều mà chưa lên chậu được anh em, cứ chỉnh sửa tới đâu lên chậu tới đó, làm cho cái vườn nó đẹp đẹp lại một xíu. Rồi cây nào mà đại trà thì bán cho anh em đại trà, cái nào nó ok thì bán giá ok hơn xíu. Đó, như những cây này đang trái đang bông này bán vui vui anh em mình này. Đó, anh em nào chốt mấy cái này này về nuôi tạo tác tập chợ. Đó, lấy cây làm giống. Cái này Hải Châu Bình Định này, trái cái này lá dài rí, nó ra trái trái nó dài 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 thì chứ không phải như trái sẽ tròn, cái tròn như cây giống toàn cái tròn ở đây, nó mới có cái tròn Bình Định này to trái chùm chùm này. Đó, trái to chùm chùm như này anh em, nuôi mà lên đầu đọt là nó nhỏ trái. Đó, trái mê không ha, toàn đang chiếc cành này, chiếc cành nó ra rễ rồi này, trái mê luôn, trái là trái còn xanh này, chùm chùm mê chưa, lá trên đọt mà nó nhỏ vậy này, cây thả đất nha anh em, chứ không phải cây trồng chậu đâu, mà nó không phải dạng cành mà nó nhỏ lá đâu, lá nó nhỏ vậy á, trên đọt là lá nó nhỏ vậy nhưng mà ở dưới gốc thì lá nó dày. Đó, gốc cái lá như vậy. À, toàn xin phép xuống video nhé. À, toàn còn cái đổ này, cái đổ này nó đang trổ bông lại nhiều nữa này. Trái thì nó đây nó đợt thứ mấy rồi, đợt thứ 2, thứ 3 nên đợt thứ 3 rồi, còn đang ra bông lại nữa, đang ra bông thêm lác đác rất là dày. Đây tầm tháng nữa phun trái đỏ cả cây rồi. Rồi, mai mốt lên được cây nào nữa thì quay cho anh em mình chị vui. Có cây này giá rẻ này, nhiều anh em hỏi có cây này nha. Cây này thường chậu nói gì, cây nằm trong cái chậu như này đây. Mình quay có cây này cây kia, anh em nào chốt được cây này cây chân rễ, mới bẻ kẽm sơ sơ, định hình sơ sơ. Chỗ này nó như to ngón chân cái một xíu, chỗ này như ngón tay cái, hai rễ này đó. Cao tầm 20, cao tầm 35-40 cm. Đó, còn lọc kém sơ sơ, anh em mình về nuôi thêm cũng hay hay. Chân rễ nha, hai chân rễ lên như vậy. Đó, anh em là chốt cái này inbox toàn này. Cái này toàn xin phép giao lưu cho anh em mình làm 200.000 cộng ship, 250.000 bao ship, anh em là chốt inbox đó.
chân rễ nhé. Rồi tôi xin phép xuống video nhé, chào tạm biệt cả nhà mình nhé.